Nhỏ nào đó, cái con nhỏ thắt đáy lưng ông đó chị. Trời ơi, nhìn nó mông dạnh đã dễ sợ. Chị còn chảy nước miếng với chị hoàng tử của em. Bây giờ em mới hiểu tại sao bạch mã hoàng tử của chị bỏ chị mà theo nhỏ đó. Mình đi về. Sao vậy? Em đâu có lại nhỏ đó. Đúng thiệt không lại. Không, đã phóng lao là phải theo lao. Chị sẽ lao theo em. Lao. Trời, hai thím nó còn hả? Trời, hai thím nó còn với ông huấn luyện viên đằng kia hả? Ơi, nghe thơ quá. Chị thấy chưa, nhìn cái giọng điệu của nó là muốn lên máu rồi. Nè cưng à, cưng có biết trà xanh matcha không? Biết không? Không biết đúng không? Không biết thì bữa nay chị sẽ cho cưng biết nghe chưa? Ủa sao tự nhiên hiếm nhật cái khăn này của cưng? Ngồi đây. Cưng ơi, đừng có tức giận. Nếu muốn nấu trụng gì thì để từ từ rồi trụng rồi nấu nha. Ủa? Bà làm như tôi hả? Là hủ tiếu bánh canh hay gì muốn trụng thì trụng. Chè này vô mút mấy bà. Cưng à, mấy chị cũng phải dặn dừa đâu mấy cưng. Ủa chứ bà tưởng tôi là dặn dừa hả? Dặn dễ ăn hả? Bà thử mấy bà ngon cho đi chị thôi. Ôi, bà con ơi, mấy bà dạ đây ăn hiếp tôi nè. Trời ơi, đi ra đi sổ hả? Sổ. Ủa chắc tôi sợ bà hả? Ôi, Daddy. Trời ơi, Daddy lên nước gì mà lo quá vậy? Có chuyện gì vậy? Già mà khoái gặm cỏ non là có thiệt đó chị à. Đúng rồi đấy. Hai cô nói gì tôi không hiểu gì hết. Trời đất ơi, còn không hiểu nữa hả? Anh nghĩ sao vậy? Đó, sẵn cái gương để anh nhìn vô đi. Cũng lớn tuổi rồi đó, bằng tuổi tôi đó. Bây giờ nếu mình có tình cảm hoặc là có cô đơn đi chăng nữa, tìm cái người mà phù hợp với mình mà yêu đi. Trời đất ơi, chẳng hạn như là cô Hồng đi đó nghĩ sao mà quen với cái loại bé ngọt này, ông sợ người ta cười cho mặt ông hả? Thứ đàn ông bội bạc. Thôi, tôi thấy mấy thím nãy giờ lố rồi đó nha. Anh mới là người phải giải quyết cái chuyện này cho rõ ràng giùm tôi nghe chưa? Phải giải quyết rõ ràng cho tôi nè. Anh đừng có nói nữa, anh nghe nói cho rõ đây nè. Chị Hồng là một người rất xinh đẹp, lại là diễn viên. Đúng rồi, dù là diễn viên không có thoại nhưng vẫn là diễn viên. Chính xác, chị đấy dành tình cảm cho anh rất là nhiều. Đúng. Chị đến đây để tập với anh mà nỡ làm nào anh đối xử với chị như vậy hả? Bỏ người ta đi theo con nhỏ bé ngọt này. Thôi được rồi, tôi nói chỉ là hiểu lầm thôi mà. Đúng là cô Hồng có đến đây tập gym, tôi là huấn luyện viên của cổ, nhưng mà mối quan hệ của chúng tôi chỉ đến đó thôi à. Ba mặt một lời khỏi chối nghe. Kêu chị Hồng vô. Hồng ơi, Hồng ơi. Trời, chị Hồng đâu? Chị Hồng đâu rồi? Anh đi đâu có tiêu rồi? Ủa sao kỳ vậy? Cái chuyện này là chuyện của bà mà. Trời ơi. Ủa? Thì ra là đi đánh ghen giùm hả? Trời ơi, mắc cỡ. Ủa, xấu hổ quá, bây giờ làm sao hả chị? Thôi bây giờ về nha. Không lao theo lao luôn, để cái theo lao luôn hả? Theo lao luôn. Rồi, để em. Nè, anh nè. Thì cứ coi như là giữa anh với lại chị Hồng của tôi không có gì đi chăng nữa, nhưng mà anh cũng phải là làm sao cho xứng đáng cái mặt đàn ông chứ. Ở cái khu phố này á, mà anh làm như vậy là nhục nhã cho giới đàn ông lắm. Đúng rồi, tôi yêu cái loại gái mà baby cái gì đó, baby đường hả? Cái gì quên rồi, sugar. Trời ơi, bà Hồng.
hồn mới thấy cảnh này cho bà chết tại chỗ. Thiệt đó. Như tôi đã nói, chỉ là hiểu lầm thôi. Sẵn đây á, tôi xin giới thiệu luôn. À, đây là Vi, từ Mỹ mới về, là một hot TikToker. Cái gì? TikToker mà đi hát hả? Hát không, hot. À, hot TikToker. À, là người tình của tôi. Trời ơi, khỏi chỗ thấy chưa? Người tình kiếp trước thôi, còn kiếp này á là con gái ruột tôi đó. Hả? Con gái ruột? Bất ngờ chưa bà già? Bà còn cười nữa, bà mới là cái người sung nhất đó. Bà mà không xúi tụi tôi đi đấm ghen ha, thì tụi tôi làm gì mà bà bị như vậy hả? Ai biểu ngu, ta biểu sao làm vậy kìa. Trời đó. Ê Vũ Liêu, nói nghe nè. Bây giờ nè, nhìn thẳng vô mắt chị, nhìn thẳng đây. Bây giờ cho chị nói nha. Thì ra là mình ảo tưởng. Mình tưởng là người ta yêu mình, mà người ta thương mình, thật là không có vậy, đúng không? Chắc chắn không? Thôi mà. Trời ơi, tức lắm. Thôi đừng có la nó, để cho nó uống miếng sữa cho nó tỉnh táo nè. Dứt khoát là trong cuộc đời mình có ăn phở, đúng không? Có ăn phở, biết cộng giá không? Đó, cái cộng giá đó mà nó còn có cái giá trị hơn là bé yêu đó, bé yêu. Nghĩ người ta đi đánh ghen con gái người ta chà. Sao vậy? La nó hoài, có phải nó mới lần đầu đâu. Nó mấy lần trước rồi. Thì thôi mà có gì thì thôi, thương thương nó, kiên dạ, cho dạ, nó dạ, dạ, em hên lắm. Dạ em nói dạ nghe. Mai là em không đi theo mấy đứa này em đánh ghen. Không thôi là muốn đứa mình bữa nay là lên phường ngủ một đêm nữa rồi đó chị ạ. Qua qua. Để chị nói nó rồi em phân trần nha. Em thích cái gì liên quan tới chính quyền lắm em ha. Đúng rồi, em lên phường biết rồi chị. Như lên phường biết ghiền luôn chị. Rồi bây giờ em chị nói nghe em nói nè. Rồi em nói tụi chị. Nhưng mà lần này là em yêu thiệt đó, em nghiêm túc mà. Nè chứ không lẽ là mấy lần trước giả hả? Tại mấy lần trước em diễn lố quá nó mới ra vậy thôi. Diễn viên quần chúng không thoại mà diễn lố. Nè nói gì nói, chị không được xúc phạm đến nghề nghiệp của em đó. Trời, bình tĩnh. Nó nè, bây giờ vậy nè. Bây giờ nhìn thẳng vô mắt chị. Nè, nhìn thẳng mắt chị đây cho chị nói một câu nữa thôi nè. Bắt đầu từ bây giờ. Tiếc lắm. Không có yêu đâu thì nó nghe chưa? Mệt lắm rồi, nghe nè. Đừng có bốn đứa này là nó mệt tim dữ lắm. Đúng rồi. Đây là lần cuối cùng đi bắt ghen giùm đó. Nhưng mà em có thấy là làm gì làm Hạnh vẫn là người xung phong đi bảo vệ em không? Đúng, chính nó xác. Nó nói vậy chứ nó vẫn thương em mà. Chính xác. Chị em chơi với nhau lâu năm rồi, cho nên thấy em có cái chuyện gì là Hạnh nó ra tay, nó giúp giùm em liền. Chị Quỳnh, à? chị già cho em nói nha. Là đây là lần cuối cùng em nói rồi, lần cuối cùng. Lần nào em cũng đi làm chuyện tào lao không à, em sợ quá rồi. Rồi giờ rồi nói người ta rồi ế cả đám đó. Bây giờ thà tôi sống một mình, thà tôi ế nha. Tôi không bao giờ mà tôi yêu với con này hay tôi lấy chồng với bà kia. Ghê lắm. Qua ơi, em đây. Đừng có đụng vô hạnh phúc gia đình người khác. Không, cái này em nói thiệt. Mỗi nhà mỗi cảnh nha. Yeah. Chị chống mắt lên coi. Mấy bạn của em cũng chống mắt lên coi. Một ngày nào đó em gặp duyên đó em. Đúng rồi. Trời em đi theo cái em khóc lóc. Trời ơi em năn nỉ người ta lúc đó là chết nha em. Lúc đó ông bắt bà tôi cười nè. Trời ơi, ai, nói trước cũng không tới đâu nha. Ai cũng có quyền được yêu. Dạ. Tuổi nào cũng có quyền được yêu. Yêu để còn thanh xuân chứ, phải không? Đúng rồi đó. Yêu của em. Chị, ngoài cái chuyện chị em không nói nghe, chị đã yên bề gia thất rồi. Còn cái đây nè, cái nhóm này là ến ế bền vững rồi. Cho nên bây giờ nè, tụi mình phải ủng hộ cho em nó thoát ế đi nha. Giờ em không cần biết. Miễn sao em có được bạch bảo hoàng tử của em, làm gì em cũng làm hết. Nói về kế hoạch khu trai hả? Để đó cho tôi. Phụ nữ phải xinh đẹp, tuy mị thì đàn ông mới mê được. Phụ nữ quyến rũ thì đàn ông sẽ phải gục ngã. Ôi trời đất ơi.
Đây để giúp cô nha. Vậy là sao? Là thất bại chứ sao? Bill, bây giờ nhìn thẳng vô mắt. Nhìn thẳng vô mắt đây. Nói nè, phụ nữ mà yêu là phải độc lập, phải mạnh mẽ lên. Chứ mình yếu mềm làm như vậy, làm sao mà chinh phục được, đúng không nè? Người đại 5.0 rồi, mạnh mẽ lên. Cố lên chưa?